bóc vỏ bè bè, cắt cái đầu đi này, cắt cái chân đi này. Người cho cả con vào. Cho cả con vào. Họ bảo để cả đấy mà xào lên tí vừa ăn vừa bóc. Ai bảo? Nó có món ăn thế mà. Ê, không được đập vỡ đâu nhá, để hộp xốp đấy. Cắt chân rồi. Thằng này cứ như chung người. Canh lắm, đang bún lô thằng này, canh lắm. Cái này cứ nhỉ vậy. Con này con ăn cho ngon. Ăn hả? Vợ ăn rồi chứ. Thấy các chị kia là ăn được ngon. Biết thế. Làm mấy cân? Chả biết, cân lên thử xem. Một vỏ. Một vỏ. Ôi trời, thế nó làm cái thế cho cả con bè bè vào mà. Ai nào? Thôi chiên xù cái thế cho tất cả. Điên. Cái đầu kia đầy thịt kìa, đầu bè bè ăn đây, đấy đầy thịt đây, đầu bè bè phải bỏ ra để giống cái bầu nhỉ. Ừ, đã ăn được mà. Để gọn ra tí giá ăn nấu canh. Nghĩ bác khác rồi. Đổ đi hết sập phòng chơi rồi nha, không được ấy nữa nha. Lật không nghịch nữa nha, không lấy sập phòng đâu nha. Mày mà cho sập phòng vào tao vụt tôm chặt. Ngon quá, chết nước kìa. Ăn à? Thối. Con này ngon quá. Để cả con thì ấy nên bóc ra ăn được. Nó kiểu xào gì, xào me, xào kia gì đấy. Nó nuột rồi à? Mình thuê anh. Đây cái đầu này. Càng. Ẩm thực cuộc sống đi biển. Mưa món bè bè. Một túi luôn. Một túi.
Mua một túi này bao tiền? 250. Mấy? 240. 240. Ăn.